cháu gái chính và bà ngoại 90 cùng hăng hái đòi mò trời Âu. Thông thường, khi còn trẻ, chúng ta mải miết với những cuộc vui, những chuyến du lịch bên bạn bè, người yêu mà thỉnh thoảng quên mất rằng, ông bà, bố mẹ cũng sẽ rất hạnh phúc nếu được đi chơi đó đây cùng con cháu. Người trẻ thường chạy theo những kế hoạch, dự định của riêng mình, cho rằng thời gian còn rất dài, còn nhiều cơ hội để làm mọi thứ. Thế nhưng, cứ mỗi một ngày trôi qua, chúng ta lại mất đi một ngày ở bên ông bà, bố mẹ. Cảm chiếm được điều này, chị Lưu Huyền Trang, đến từ Hà Nội đã quyết định đưa bà ngoại của mình cùng đi du lịch nước ngoài. Chị Trang và bà ngoại trong chuyến du lịch châu Âu. Được biết, bà ngoại Huyền Trang năm nay đã ngoài 85 tuổi. Chị Trang không khỏi khiếp sợ về sức khỏe của bà trước chuyến đi dài, hứa hẹn nhiều hưởng thụ có 102. Chị Huyền Trang kể, đây không phải lần trước tiên bà ngoại của chị ra nước ngoài, nhưng với người lớn tuổi thì sức khỏe là điều cần thiết nhất. Khi mình chia sẻ về chuyến đi, bà bảo bà cũng muốn đi cùng khiến mình bất thần lắm. Mẹ mình cũng ủng hộ đưa bà đi. Thấy sức khỏe bà đang tốt nên mọi người yên tâm phần nào. Ấy vậy mà đột nhiên xuất trước hôm bay, huyết áp bà lại tăng cao khiến cả nhà khiếp sợ. Tuy nhiên, về tinh thần thì bà rất hào hứng, phấn khởi. Bà ngoại 90 tạo dáng cực chất. Đất nước trước tiên mà cô cháu gái chính cùng bà ngoại đặt chân đến là Italia. Cô và bà đã cùng nhau tự sướng check-in ở tháp nghiêng Pisa. Sau đó, hai bà cháu thanh lịch Pháp đi Paris Noma Đai Lộ Đức tham quan tháp Eiffel trắng lệ. Chị Trang còn viết thư gửi thanh lịch Roma để đăng ký dự lễ Đức Giáo Hoàng vì bà ngoại là người rất sùng đạo. Bà ngoại U80 đã chụp rất nhiều ảnh kỷ niệm, thậm chí còn tạo dáng cực kỳ đáng yêu, xì tin, tạo hình hợp trên không thua thường những bức ảnh check-in thần thái của giới trẻ. Loạt hình ảnh trong chuyến du du trời Âu của cháu gái chính và bà ngoại U80 thực sự khiến số đông mạng ấn tượng, ngưỡng mộ. Dân tình không tiếc lời khen ngợi sự hiếu thảo của cô cháu gái và dành nhiều tình cảm cho bà ngoại gần 90 tuổi nhưng tinh thần vẫn rất thanh niên. Tiền bạc cũng không thể đổi lấy những khoảnh khắc quý giá bên người thân. Đây chính là cảm nhận của nhiều người sau khi biết đến câu chuyện mà chị Huyền Trang chia sẻ. Bản thân chị Trang cũng luận điểm khoảnh khắc ở bên người thân, gia đình là cực kỳ quý giá. Đặc biệt, khi bà ngoại Trang đã gần 90 tuổi, thời gian bên bà không còn quá nhiều, chị Trang muốn chuyến du lịch như một món quà tặng bà. Đây cũng là lời giải đáp cho thắc mắc của một số người, rằng bà mẹ hai con bố trí thời gian, công việc như thế nào để có thể thực hiện chuyến xuất ngoại dài ngày này. Chính Hà Thành chia sẻ, chị bận đi làm và để mắt gia đình, con cái, nhưng không vì thế mà không thể dành thời gian cho bố mẹ, cho bà. Chị nhờ hai bên nội, ngoại trông nom các con, đồng thời bố trí công việc chu toàn trước khi thực hiện chuyến du lịch. Được biết, trong chuyến đi, dù đi bộ rất nhiều nhưng bà ngoại chị Trang vẫn rất hăng hái, không hề than mệt. Bà nói đùa là quảng hồn tiêu ca rồi lần sau không được cháu chơi đưa nữa. Cũng may trước chuyến đi, bà đã tập đi bộ cho dẻo dai, khỏe hơn. Ngoài sử dụng máy bay, tàu hỏa thì mình nhiều phần là bắt taxi cho bà đi đỡ mệt. Còn những chặng phải đi bộ, mình xem xét chia nhỏ tuổi quãng đường, vừa đi, vừa nghỉ, còn căng giờ sao cho bà có thể đi bộ thông thả mà vẫn không bị trễ tàu. Chuyến du lịch trời Âu đầy lôi cuốn cô cháu gái chính dành tặng bà ngoại U90 hiện vẫn đang chiếm được sự quan tâm, thích thú của dân mạng. Xem xong loạt ảnh của hai bà cháu, nhiều người chia sẻ chỉ muốn chạy ngay về bên bố mẹ, ông bà mà thôi.